Đã hơn 500 năm trôi qua, nhưng thân thế thực sự của người phụ nữ đứng sau kiệt tác nàng Mona Lisa của danh họa Ý Leonardo da Vinci vẫn còn là một câu hỏi khiến cho biết bao nhiêu người tò mò. Và mới đây nhất thì các chuyên gia nghệ thuật của Bảo tàng Louvre của Pháp công bố một kết quả nghiên cứu cho thấy Leonardo da Vinci đã vẽ bức nàng Mona Lisa từ một bức phác thảo khỏa thân. Bảo tàng Louvre cho biết hơn 10 chuyên gia đã xem xét các bản vẽ trong tầng hầm của bảo tàng. Sau đó, họ sử dụng một loạt hình quét và các phương pháp khoa học khác để xác định xem bức họa kia được thực hiện trước hay sau bức nàng Mona Lisa. Sau nhiều tháng kiểm tra nghiêm ngặt, các chuyên gia nói rằng Leonardo đã vẽ một phần của bức tranh này từ bức họa nàng Mona Vanna khỏa thân. Được biết, bức họa nàng Mona Vanna được cất giữ từ năm 1862 trong bộ sưu tập nghệ thuật thời Phục Hưng tại bảo tàng Condé ở cung điện Chantilly, phía bắc Paris. Bức họa này có phần khuôn mặt và bàn tay thật sự đáng chú ý. Nó rất giống với khuôn mặt và bàn tay trong bức tranh nàng Mona Lisa. Dường như nó là phần chuẩn bị cho việc vẽ bức tranh sơn dầu. Chuyên gia này lập luận rằng có một vài lỗ nhỏ xuyên qua bức phác họa. Điều này cho thấy nó được đục lỗ và đính vào giá vẽ để họa sĩ theo dõi tình trạng của nó khi lên tranh. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cần hết sức thận trọng khi đưa ra kết luận dứt khoát. Bởi lẽ, nét đan khi đánh bóng trên bức phác họa ở gần đầu người cho thấy nó được thực hiện bởi một người thuận tay phải, còn Leonardo lại là người thuận tay trái.